Nghe nói là hot dữ lắm đây. Mát, giòn, phải thêm con nữa mới biết được. Ủa, cái con này nó dai cơm này cả nhà thấy không? Mình sẽ chấm với mắm ruốc. Cái mắm ruốc này nè, họ cho mình luôn á khi mà mua cả nhà. Cái con mập mập này á, cảm giác như là mình cắn cái nước bập 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 ra. Ăn miếng con thơm đã. Chưa nhà phải thêm một miếng nữa cả nhà ơi. Thêm miếng nữa đi. Đây, ăn con nhỏ nhỏ này, kẹp với rau này. Nói chung là cái em này á thì sẽ không có vị gì hết. Nó sẽ giòn, mát, sực sực vị thôi hết cả nhà ơi. Cái ngoài ra không có cái vị gì hết nha. Để em kiếm một con thịt nào to em cho cả nhà mình coi. Đó, cái con này rất là bự nè. Và thêm một cái điều nữa ấy, là lúc mà Mai coi mọi người ăn, mọi người review ấy, thì Mai nghĩ là cái màu xanh biển này nè là nó kiểu như ướp đồ vô ấy, nhưng không nha, màu xanh tự nhiên luôn ấy. Ăn như là thạch dâu câu mà vị mắm ruốc. Chính xác. Nhưng mà nó sẽ không có bị ghê, không có bị nhợ mà nó sẽ bị ngon. Cái của em thiếu quả vả. Thiếu quả vả. Em này ngon hay không á, quyết định ở đây nè. Nước chấm mắm này là mắm Huế luôn á, là bên bán họ tặng kèm cho một bịch mắm Huế. Còn nếu như mà mình ăn cái mắm dạng như cái mắm ruốc mà hai chấm xoài thì nó cũng không có ngon. Cái vị đặc biệt dữ lắm. Em thì em thấy nếu như ăn vậy á thì đi ăn bún đậu mắm tôm nó sẽ ok hơn. Tại kiểu như mỗi người một khẩu vị và mỗi người có một cái gọi là cái thích, sở thích riêng á. Cá nhân em ha, đi ăn bún đậu mắm tôm nó có cái sự bánh cuốn hơn. Còn cái này thì mình ăn nó sẽ không có vị, mà khi mình chấm vô đây thì nó giống như là thạch dâu câu vị mắm ruốc.